ra rồi mới giữ cái chân bộ che đó rồi ra có hòe không nổi giữ không dễ thấy qua hở ông hai không dạ đó thì là lấy hầm hầm dạch mà ta đi kiếm cá ăn mà cho nó làm khù khù hai tao nhảy xuống sông luôn á ông sông gì đó ông nhà hai hồi đó ông đi kiếm chuối cho mấy ông này đóng canh chui với mấy ông này ăn ông lên bỏ ông chạy cái lên cái xuống. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô chú quý anh chị và các bạn, Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Phía trước màn hình là anh Phúc cùng với em Đạt mình. Nãy giờ mấy anh em mình ở trên bè để chờ nước. Nãy giờ mấy anh em bàn mới móc đi đặt bẫy rắn nữa. Thôi bỏ. Thôi bỏ. Đặt không đủ thì nghĩ ăn, mình có ăn đâu. Mình đang trên bè chờ nước cả nhà. Phía ngoài kia là cậu Út. Đây là cậu Út, ba của em Đạt cả nhà. Cậu Út với em Đạt hôm nay có giăng tay lưới neo. Cũng gần tới giờ mình đi cuốn lưới à. Mời cả nhà đi bắt cá với mấy cậu cháu mình nha. Ngày này 5 giờ mấy sáng à. Nước có lên hay không? Lên nhẹ, anh đây đầu ảnh xuống. Nước ngon phải không Đạt? Là bữa nay mình qua cồn hả Đạt? Qua cồn. Qua cồn bắt bùng bông. Phải mà ta lưới táo không bắt không bắt phân gì cũng là lưới táo chứ. Tại nước này bỏ hồi thường sáng uống ngon. Làm có bao xa đã. Bữa nay hết đi lạc rồi. Làm xuống đực chứ ai làm bao xa. Đây là lưới neo, loại lưới một màng, mắc lưới 1.3. Ở đây mấy cậu cháu mấy anh em mình những ngày mà gọi là thuận nước, nước ngon sẽ làm loại lưới này nè. Còn xây lại con nước khác, những ngày kia thì sẽ làm loại lưới nhỏ hơn và mình bổ trong mé. Những ngày thuận nước mình mới bổ ra ngoài sông gì được. Em không những ngày nước kia thì nước nó chảy nhiều cả nhà, mình không có làm cái lưới này được thôi. Ở dần lên tới. Sao lên tới giờ đây chứ quý? Là không nghe hả thầy? Không. Không nghe nghe chứ cá nước nó đi cũng dính đi. Mà nghe thì dính nhiều. Nào nghe nó quẩy bữa này bữa cái lên tới giờ đây luôn rồi. Giờ này tàu du lịch người ta quay ngang kia để cho hành khách xem bình minh nè. Thế nào hồi gì cái đầu quển cũng dính rồi. Đầu quển đó đó. Đó con gì? Con gì vậy? Cá sủng dòng. À được có cá sủng. Chờ đợi nãy giờ. Sủng trắng lưới. Chưa à. Cái con cá sủ này thì bình thường nó chui lọt luôn nha. Cả nhà coi cái mặt lưới nè. Nó chui là lọt, lọt tót đó, nó đâu có bị dướng đâu. Bị dướng răng. Cái miệng nó bị dướng cắn vô lưới. Cái này nhỏ quá mà nó chết rồi, mình không có thả luôn, để luôn. Ây dạ. Ờ, cắm rồi đó. Tới cấp rồi đó. Tới hay là đó. Cá sủ. Tới điểm rồi Đạt ơi. Tí vô đụng cái cồn. Từ 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 ha. Ủa sủ đực luôn. Sủ đực nó kêu gì đó cả nhà. Mới bắt sủ con rồi bắt sủ cha.
này mới xu anh này tới chưa xu cha nữa. Cái xu và cái xu anh xu cha luôn. Mình con bự hơn, con này khoảng tí mấy á, khi gửi á. Bỏ lưới hoài sao mình không nghiên cứu mùa này cá đi hướng nào coi. Mình ghi lại ha cô. Vậy cái năm nào có tháng này cũng vậy thì nó đổ nó đi, nó đi hướng nào mới lại chuyển, nó đi xuống dưới quyệt dưới. Ba lưới này mình dính được hai con cá sủ. Bữa nay bọc không nhiều hết, có mấy cá. Hai cái lưới cũng đỡ cũng khỏe. Chưa có nhiều cá này. Tới điểm rồi, ngang mỏ này lúc nào cũng có vậy, cái xuống dâm không bắt được câu, có táo thục gì chút nó ngon dữ lắm. Quá rồi vô quá tám ơi. Không, ngang đây lúc nào cũng dính dịu. Dịu chưa ông Tám? Dịu chưa? Hôm qua có cá bự không? Mời bỏ chấm hào trên canh canh lại ra, mời bỏ cá xác à. Bỏ xích. Có con đâu, chừng ký mấy à? Ký mấy à? Giờ cầu dính rồi, có lưới tám không có dính. Cái bố phục điểm hay sao? Bố lưới cột mồi sao? Đó. Ồ, được con cá sấu rồi. Cũng gớt luôn. Gớt nữa thống ơi. Đây là lưới một màng, nhưng mà mắt lưới nó nhỏ hơn cái ta lưới hồi nãy. Lưới này lưới 8. Nhìn cái cá xanh cầy luôn đó. Này mũi xích vào bát á, chừng trăm thước nữa, dính dữ lắm. Ô, bữa kìa. Cá lưng tắt không kìa. Cá 8 mới dính cái sủ bự quá cả nhà. Đó. Ừ, thắt rồi nó thưa với gác lại lưỡi táo, rồi lưỡi táo mình thắt hơn im gu. Nó cũng lưỡi độ mà cứ gắt như cái quần trà đỏn rồi. Ủa, cứ nguy hiểm rồi. Đó. Trời ơi trời, nãy giờ đây ơi. Mừng muốn xỉu rồi hả? Chờ quá lâu. Có ít rồi mình gom góp. Mình phải gom góp. Coi vô đi hên hên dính nghe vậy dính vài con coi.
chùm hai ba con luôn. Đó, các bạn. Tới rồi Đạt ơi, mặt trời lên rồi Đạt ơi, sáng tỏ hơn rồi Đạt ơi. Nãy phải đợi tới mặt trời lên tỏ rồi hả cuốn ha. Thôi. Nói chơi mình cuốn vậy là trễ lắm, không được. Vời. Chín được con cái yêu ngu luôn. Cút này gấp quá. Anh hai sử dụng rồi, chút trở về luôn rồi. Dạ. Khá là cầu phần rồi, nó có dính lưng. Không có con gì luôn vậy. Rồi hết lưới nữa rồi. Ủa còn cái xanh kỳ đánh không? Được bảo. Dạ, con đặng con gom góp là. Thứ 8 rồi dính được hai con cũng vòng vòng rồi. Bây giờ cái mình được con cá phèn nữa ha ta. Là bữa nay mình được ở đây là 5 con cá nè, hai con cá sủ. Ủa 4 con cá sủ và một con cá có phèn. Tại lưới này được hai con cá này ha ta. Hai con cá phèn, hai con đực hết trơn mà nhỏ thì nó cũng không vô lội nên không có bán nhiều tiền. Mấy con đực này mà tầm khoảng 1,5-2 kg trở lên á thì bán cái giá tiền nó gấp đôi gấp ba con cá cái gì đó, mà nhỏ quá thì cũng bằng giá cá cái à, không có sự khác biệt. Đây thì hai con cá của tài lưới tất ba, con này đực nữa nè, cái này khoảng 1,5 kg như này, từ đực nó nặng. Còn đây là con cá phèn cả nhà ơi, cá phèn vàng nhánh. Bữa nay nhắc lưới này trung bình lưới hôm nay thôi. Cậu Út với em Đạt thức khuya, hồi khuya tới giờ qua đây để dâng lưới để sáng mới về. Rồi giờ đã xong buổi thăm lưới của mấy cậu cháu mình nè. Xem video cả nhà có yêu mến cậu cháu mấy anh em mình thì trong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để tôi ủng hộ tinh thần anh em mình quay những video tiếp theo nha. Buồn hả Đạt? Nước này ngon quá. Nước này ngon quá, ngon mà thiệt tình. Mời dăng lưới gì Đạt? Hết xô không biết. Có Út mà xác định mời rồi, có Út dăng cá xác rồi đó. Chào tao không? Dạ. Chào tao bỏ là chắc gạch đó. Dạ, nước phao á cậu? Ừ. Dạ. Vậy rồi thì giờ đã xong buổi thông lưới của mấy cậu cháu mình nè. Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng Cú và em Đạt xin hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo.